nó khó lắm. Trong nhà ai muốn ngôi nhà bà là tại thôn xã xã Lộc Thủy Đức Đồng trong tỉnh Nam Công Bằng là một ngôi nhà theo kiểu bề mặt cổ của người của cây lúa Đình Thủy từ xưa với mái nhà cấp bốn, ba gian, hai trái, mái lợp ngói đơn sơ và cửa được bằng lá cờ che mưa che nắng. Vào năm 1947 khi được cho thả về nhiệm Đình Thủy thì đã cho đổi từ ngôi nhà.